Bạn muốn biết tin tức nóng mỗi ngày? Bạn muốn biết những gì vừa diễn ra tại Việt Nam và trên toàn thế giới ngay cả khi đang di chuyển? Đã có trợ lý ảo điểm báo của Tây Ninh TV giúp bạn nhanh chóng cập nhật thông tin một cách dễ dàng nhất qua vật bất ly thân, đó là điện thoại hoặc các thiết bị tin học. Hãy đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo của kênh YouTube Tây Ninh TV Audio trong các khung giờ 6 giờ, 11 giờ, 18 giờ, 20 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Bạn sẽ cảm thấy mọi thứ trở nên đơn giản và thiết thực.